what I should do, and I wish you would be right here with me. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hôm Nay Ăn Gì. Và trước khi bắt đầu video thì hãy nhớ subscribe chúng mình nhá. Okay. Ngày hôm nay chúng mình sẽ đi khám phá không chỉ một trường mà hai trường đại học, và để xem là trong hai trường đại học này căng tin sẽ có những gì. Và đấy là hai trường mà rất là sát nhau và thông nhau luôn. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai trường này sát nhau đến mức mà bây giờ mình không biết mình đang ở khuôn viên của trường nào luôn đấy. Thôi rồi thì mình nghĩ là bọn mình sẽ đi Nhân văn trước đi. Khoa học Tự nhiên trước đi, ngay trước mặt này. Thôi mình đi Khoa học Tự nhiên trước. Ok, theo chị Hà. Ok, let's go. Ăn trước đấy rồi ấy, nên là bây giờ bọn mình chỉ còn mỗi cơm thôi, còn bánh với cả xôi với cả mì các thứ là hết rồi. Thực ra đấy, những cái đồ ăn sáng với đồ ăn kiểu xế thế là mình không thể nào mình kiểu bữa trưa mà còn đồ đấy được. Thế là hôm nay mình gọi cơm tự chọn. Thì các bạn sẽ mua theo phần, ví dụ như là 25.000 hay là 30.000. Các bạn đưa một chị thì các chị sẽ kiểu cân nhắc xem là nếu mà các bạn muốn ăn món này thì khoảng bao nhiêu sẽ là vừa trong 30.000 đấy. Nhưng mà cái cơm bọn mình có 1, 2, 3, 4, 4 món mặn hẳn hoi chứ không phải là ít đâu, mà thêm 2 món rau nữa. Của chúng mình hôm nay thì có gà rán, đậu này thường gọi đấy bởi vì cái đậu này toàn hành à. Còn biết mình không ăn được hành nữa, nó trong đậu. Đúng rồi đấy. Có rau luộc và rau sạc. Bây giờ thì ăn thử thôi. Cường thì băm nữa, chị sẽ giữ thì băm. Thì băm ở đấy, nó ít quá hay quên mất. Đấy rồi. Cường nó vừa cho cả ớt vào cơm rồi ạ. Mọi người có bao giờ cho ớt vào cơm không? Có. Chị ăn bánh mì, chị chấm bánh mì với nước mì bao giờ chưa? Ngon cực, mọi người thử đi nhá. Wow, hay hôm nào làm một số mà ăn những cái món như thế nhá. Có rồi ạ. Mình vừa ăn thử một miếng cơm ở đây thì như bên ngoài nhìn thấy thôi là nó rất là khô. Chỗ thì dẻo, chỗ thì bị sượng. Mình nghĩ là do nấu bằng nồi cơm công nghiệp ấy, nên là cái phần ở bên trên nó vẫn còn bị cứng ấy, vì chợt chưa chín hết ấy. Mình tự xúc cơm ấy, thế nên là nếu mà các bạn muốn ăn cơm dẻo các bạn nên xúc từ dưới lên, nó sẽ dẻo hơn. Mình sẽ ăn thử miếng thịt gà này, miếng nào ngon nhỉ, này nhiều mỡ quá, béo lắm. Thôi ăn miếng này đi, nhưng mà miếng này cũng nhiều mỡ, cũng béo. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Thôi rồi, ăn thử. Ui đi nhá. Ui, miếng to ấy. Gà được tẩm ướp khá là đậm đà, có cả một chút cay cay của tiêu nữa. Mặc dù biết là đây là gà công nghiệp nhưng mà nó vẫn khá là dai ấy, kiểu chắc thịt ấy. Đúng rồi, nó cũng không bị bã quá đúng không? Khá là thích ăn gà đây rồi đấy. Gà này ăn kiểu ăn riêng cũng được mà ăn thêm cả cơm được, bởi vì nó nêm nếm, nó phù hợp cho cả hai việc đấy luôn. Đây là thịt chưng, thịt chưng mắm tép ấy. Nó không phải là thịt băm bình thường đâu. Bình thường mọi người sẽ ăn cái này với cơm cho nó vừa đúng không? Nhưng mà thực ra nhá, ăn cái này với cơm xong vẫn thấy mặn. Đây là canh chua, nấu thêm với cả thịt. Nước thanh à, nước thanh. Với cái thời tiết nóng này ấy, mà mọi người ăn được uống một thứ nước thanh cái này mọi người thấy rất dễ chịu luôn. Thôi ăn đậu đi em. Đây rồi. Thẩm theo yêu cầu của chị Hà mình sẽ ăn đậu. À đây là đậu tẩm hành đúng không? Đậu tẩm hành. Thật ra thì mình gọi rau cho nó có màu xanh thôi chứ mình chẳng bao giờ mình ăn rau. Đậu rán vẫn là đậu rán bình thường thôi. Cái đậu này rán hơi già, với một vấn đề nữa chắc là để hơi lâu thế nên nó khá là dai. Cứ ăn cơm đi em nhé. Cơm chờ chắc dạ. Ăn gà hộ chắc. Ôi trời ơi, tốt lắm. Quay thì mình thì rất sạch sẽ luôn. Sạch sẽ các thứ mà kiểu các cô nhiệt tình, các thứ dễ thương lắm. Mình nghĩ là với một suất 30.000 như thế này thì mình chắc chắn là không ăn hết được rồi. Mình chỉ ăn được hết suất chắc là 20-25.000 thôi. Đấy, yeah. Cường, em ăn nhiều thì em thấy suất này đủ no. Đấy, vì là mọi người có thể tự lấy cơm ấy, thế nên là mọi người có thể tự cân bằng được cái mức ăn của mình ấy. Nhưng mà đừng lấy nhiều quá nhá, bởi vì bỏ phí thức ăn lại rất là phí ấy, rất là không nên luôn ấy. Khi mà mọi người ăn xong thì mọi người sẽ đem bát ra một cái xô hay một cái chậu để để cho các cô ấy dọn cho mình. Đó. Nhớ mang nhớ dọn nhá mọi người nha. Ăn sạch luôn. Sau khi ăn cơm xong thì chúng mình sẽ ăn một cái bữa gọi là bữa xế, và dĩ nhiên là xế gì? Dành cho buổi chiều, nhưng mà chúng mình không thể ở đây đến tận chiều được nên là chúng mình quyết định ăn thử luôn. Ở đây thì chúng mình có combo đồ ăn vặt 59.000 là có nem chua này, có các loại viên này, có viên, khoai này, có xúc xích. Ở căng tin của Đại học Khoa học Tự nhiên thì được nối liền với một tiệm trà chanh là trà chanh Timo, và ở đấy thì đấy chúng mình đã gọi. Của mình là xoài nha đam. Của mình đơn giản, của mình có mỗi nước chanh thôi. Thì các món đồ ăn vặt có vẻ như là vừa mới được chiên xong ấy, chứ không phải là để lâu đâu.
người ta cho mình thương cả, một người mình ghét thương cả. Mình chị hack đầu gà đấy. Lần sau em ạ, cứ thần kỳ. Thực ra nó chả khác gì cái nem cổng trường ạ. Còn nem chua này thì không phải, không giống nem chua 2000 ở cổng trường mà nó là nem chua thịt đấy. Nem chua thịt thì nó hơi nó hơi bã một tí. Với cái cá viên mình vừa có nói là cái hương vị nó không khác gì cá viên của cổng trường cả, nhưng mà vì thế nó mới ngon. Chứ bây giờ mà nó giống cá viên siêu thị chắc mình đã thấy ngon đâu. Cái hương vị tuổi thơ ấy, đúng rồi. Xúc xích. Mình thì mình thấy nem chua ở đâu như này đấy. Thế á? Nem chua thịt ở đâu như này. Xúc xích công nghiệp thì nó cũng không, nó hay về những loại khác cả. Nên là bọn mình gọi chỉ gần như chỉ để giới thiệu cho các bạn là ở canteen của Hoa Duyên có gì thôi. Còn những cái món này mọi người hoàn toàn có thể tìm được ở ngoài đường. À nhưng mà được cái là mình thấy 59.000 mà được từng đây món nó cũng hợp lý đấy. Xoài nhất đa của mình uống mình cảm giác như là nó là nước đường ý mọi người. Nước đường xong rồi cho thêm xoài nên là cái vị nước đường nó hơi có vị xoài một tí. Đây là xoài chín và được cắt, được sắc thành nhiều miếng nhỏ. Và bên trên là nha đam. Và có cả hạt chia ơi, sao đấy? Ôi. Thua lắm à em? Không phải. Nó chua một phần, nó chả chanh phải chua chứ gì, chanh phải chua chứ. Nó bị đắng à? Đắng, đúng rồi. Là bị đắng à? Cái đắng ở đây là do đắng hạt. Có nghĩa là mình nghĩ là các bạn ấy đã dằm cả hạt ra để lấy cái chất cốt, hoặc là các bạn ấy vắt, nhưng mà các bạn ấy vắt và lăn đấy, thế là nó bị chát từ cái hạt. Hoặc là do mình nghiệp quá, cái cốc của mình bị chát thôi. Cốc của mọi người đấy, cốc của chị Hà ngon này, cốc của mình đấy. Cái cốc của đắng chị kiểu nước đường ấy em, nó cũng không phải là có chanh hay là cái gì làm cho chua cả. Ở đây cũng là xoài chín như mình nói ban đầu. Ăn rất là ngon. Chân châu hương vị ổn, dai, không bị bã. Mà xoài nó không bị xịn quá ấy. Với không gian của canteen thường thì mình thấy khá là rộng rãi và mát mẻ. Ví dụ như là ở đây khắp cả một dãy này là vừa có cả đồ ăn, vừa có cả đồ uống và có cả ở trên tầng trên nữa. Các bạn có thể ngồi ở bên ngoài hành lang. Còn trước mặt bọn mình là một khu vườn luôn ấy. Rất là nhiều cây xanh và bàn được xếp xung quanh ở đây. Mọi người ăn kiểu hòa mình vào thiên nhiên. Và kiểu mọi người sẽ kiểu tụ tập thành nhóm các thứ, kiểu mọi người đều cùng nói chuyện tương tác với nhau ấy. Kiểu thân thiện được. À mình phát hiện ra một điều là học sinh của trường và các nhân viên ở trường, nhân viên các cô cũng rất dễ thương. Kiểu mọi người ai cũng thấy cười vui vẻ các thứ ấy. Nhưng mà mình nghĩ là cái kiểu hồn nhiên như cây cỏ này thì chỉ phù hợp vào kiểu những ngày mà trời khô ráo tạnh ráo, chứ còn trời mưa thì thôi tất cả vào trong hết. Mà bên trong thì như cái lớp học ấy. Chúng mình đang có mặt tại căng tin của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 3 sao. Chứ không phải là 3 sao. Chứ không phải là 3 sao. Nó là 3 sao chứ không phải 3 sao. Ồ đúng. 3 sao chứ không phải là 3 sao. Ồ đúng. Ok. Bên phải mình là nhà ăn ở bên trong nhà. Còn bên ngoài bên tay trái mình là outside canteen. Đi xa xa thêm một tí nữa có một cái siêu thị nhỏ nhỏ nữa. Ồ có. Ồ có siêu thị trong trường luôn. Xịn vãi. Ở đây thì mọi người sẽ thấy có menu, nhưng mà ở đây chỉ thấy có menu ăn sáng là breakfast thôi. Nhưng mình thấy có thể đôi 9, 10, 13 món. 13 món cho bữa sáng, số này nhá. Khi mà mình đi vào đây vào lúc 1 giờ chiều ấy, cảm giác rất là yên bình luôn ấy. Xung quanh là cây cối, xong mọi thứ đều rất là nhẹ nhàng, rất yên bình, nhưng mình không dám nói to. Thế là chúng mình sẽ vào xem còn món gì để thử nhá. Chúng mình vừa định vào trong kia gọi một số đồ ăn ngon quen thuộc, ví dụ như xôi xéo mỡ hành. Thèm quá. Nhưng mà mình đã đến quá muộn mà bây giờ chỉ còn cơm phần thôi, nên là mình quyết định là sẽ không ăn cơm nữa. Để mình ăn cơm bên kia xong thì chúng ta sẽ vào đây một quán cà phê. Nó tên là Joy Coffee. Bọn mình đi ra ngoài quay lại chỗ cũ rồi mọi người ạ. Bởi vì trong kia kiểu yên tĩnh quá mà mọi người cứ đang học hành, xong mọi người chả ai nói gì ấy. Tại chúng mình không dám ngồi trong đấy nói, có sợ làm phiền mọi người, mình quyết định ra ngoài. Mà ngoài cũng mát được cái hôm nay trời độ mọi người ạ, mát lắm. Mà không nhận là các trường ở đây đều rất là nhiều cây xanh ấy. Bây giờ thì chúng mình có cà phê cốt dưa và mình có chanh leo. Thì có một điểm khác biệt ở giữa quán này với cả quán trà chanh trước là quán trà chanh trước nhá, dùng ống hút giấy này với cả cốc thủy tinh. Còn ở đây thì đều là dùng cốc nhựa. Vừa ấy thì mình có ngó qua được cái menu ấy thì thấy nó rẻ quá. Ui nó rẻ khủng khiếp luôn ấy. Cái cốc này của mình chỉ có 15.000 đúng không? 15.000. Tuần của mình là 30.000 cốc cà phê cốt dừa. Mình thấy nó kiểu quá là phù hợp với sinh viên ấy. Hơn thế nữa là cái không gian mà kiểu điều hòa, mát lạnh, yên tĩnh, mọi người đều làm việc rất là có ý thức. Nào. Mọi người mình vừa nhìn thấy một cô chú mà mặc quần áo đầu bếp, mình chuyên nghiệp cực. Mà kiểu cũng chỉ là nấu cơm sinh viên các thứ mà kiểu trang bị rất là kiểu đầy đủ các thứ ấy. Kiểu nhìn mà tín ấy, kiểu tin tưởng nhìn ấy. Nhìn tín luôn mà. À. Tiếc là mình không ăn được cơm nữa, chúng mình không dám ăn thử. Có một điều mình nhận ra đó là xung quanh trường, đặc biệt là các khu căng tin ấy, kiểu wifi siêu mạnh luôn mà toàn là wifi miễn phí ấy. Đây là một cái căng tin
Mình có xem được bọn mình mà. Nhớ xem clip nha mọi người nhá. Mình vừa uống thử cà phê cốt dừa thì cà phê ở đây nó khá là ít ý, mà ít vị cà phê. Mình chỉ cảm thấy chủ yếu là vị cốt dừa ngọt ngọt và lạnh lạnh của đá xay nữa. Cái cốc chanh leo của mình thì chắc là mọi người cũng biết là sẽ pha từ cái siro chanh leo ấy, nó không có gì khác biệt cả. Nó giống như là những cái cốc chanh leo mọi người hay gọi trà đá ấy. Nhưng mà mình đặc biệt thích cái này chứ mình không thích cái vị chanh leo thật, bởi vì là chanh leo thật nó bị hơi đắng, hơi chát một tí. Với cái này thì mình thích cái vị ngọt của nó, mà kiểu với cái này là cái hương vị mà em hay uống ấy. Em thích sự ngọt ngào đúng không? Đúng. Kể cả với những món chua thì em vẫn thích một cái vật gì đấy nó ngọt ngào đúng không? Đúng. Rồi, mình phát hiện ra một điều. Ở đây không phải là cà phê máy như là cái lần đi cà phê của Trường Thị. Đây là cà phê phin. Cà phê mà nó nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt dần ấy. Đấy, thế nên là chắc chắn là hương vị sẽ khác rồi. Với cà phê máy sẽ đậm đà hơn hẳn. Còn với cà phê phin nó đã nghiêng về hướng công nghiệp hơn một chút rồi. Hôm nay là một số trải nghiệm của bọn mình, là mình cảm thấy vừa no bụng mà vừa mát dạ. Cảm thấy hài lòng. Cảm thấy hài lòng. Thật sự là bọn mình rất là thích trường nhân văn với cả trường khoa học tự nhiên. Bởi vì là như các bạn đã thấy, ở một bên thì náo nhiệt và rất là kiểu sôi động, rất là sinh viên ấy. Ở một bên thì yên bình và nhẹ nhàng, phù hợp với những bạn mà muốn đến đây để học hành. Mà không hiểu sao mình cực kỳ thích cái không gian nó cứ yên bình như này ấy, nó nhiều kiểu cây xanh, nó cứ nhẹ nhàng. Mùi muộn nó khiến mình muốn đi học. Nó khiến bọn mình nói ít lại. Ừ đúng rồi. Nó nói nhiều mà nói to luôn ấy. Đúng rồi. Kiểu mình up flow theo cái nhịp luôn rồi ấy. Đấy. Và đó là cái số thứ tư trong series review các món ăn tại các trường đại học của mình. Các bạn có bất kỳ căng tin nào hay là khu vực ăn uống trong trường đại học nào mà các bạn muốn mình đến review thì comment phía bên dưới giúp bọn mình nhá. Này các bọn mình đi nhiều nhau chán quá. Hay là bây giờ nhá, vừa để các bạn comment xem là các bạn gợi ý trường nào mà trường đấy nhiều like nhất thì sẽ mời bạn đấy đi cùng mình luôn. Đúng rồi. Các bạn nhớ comment cho chúng mình để chúng mình có thêm động lực làm nhiều video sau nhá. Đừng quên like và subscribe cho Hôm Nay Ăn Gì. Bye bye. Hôm nay ăn gì?